công việc kinh doanh của Ronaldo gặp trục trặc. Theo Goal, Ronaldo dự kiến khai trương một khách sạn ở thủ đô Paris vào năm 2021. Tuy nhiên, bất động sản này có thể chỉ sẵn sàng đón khách trong 4 năm nữa, thời điểm sự nghiệp chơi bóng của CR7 khả năng đã khép lại. Dự án của siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục bị trì hoãn do đối mặt với đại dịch Covid-19 và các cuộc điều tra từ giới chức. Điều này đồng nghĩa việc khởi công xây dựng chỉ mới bắt đầu được triển khai thời gian gần đây. Khách sạn mới của Ronaldo được thiết kế với hơn 200 phòng. Có quầy bar trên tầng thượng và hồ bơi, view nhìn thẳng ra thủ đô nước Pháp. Hiện tại, cựu tiền đạo Manchester United sở hữu 5 khách sạn khác cùng với các đối tác ở Madrid, Lisbon, New York, Madrid và Marrakech. Khách sạn ở Paris được cho là lớn nhất trong số các khách sạn mang thương hiệu Pestana CR7. Hiện tại, Ronaldo trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Báo chí châu Âu đặt nghi vấn mối quan hệ giữa anh và bạn gái Georgina Rodriguez bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt kể từ sau World Cup 2022. Trong khi đó, màn trình diễn trên sân cỏ của Ronaldo cũng không đạt yêu cầu. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, giờ Hà Nội, anh cùng Anas để thua đối thủ chiếu dưới Anqueda 0-1 ở bán kết cúp nhà vua. Cơ hội ngon ăn nhất đến với Ronaldo ở phút 11, song tiền đạo 38 tuổi lại dứt điểm trúng thủ môn từ khoảng cách gần. Tới phút 81, cựu sao Real Madrid một lần nữa tung cú sút ở cự ly gần nhưng bóng đi trúng lưng Oscar Duarte, dội xa. CR7 phung phí cả hai cơ hội khiến Anas chịu thua ngay trên sân nhà. Đội bóng thủ đô nói lời chia tay giải đấu cúp thứ hai và cũng là cuối cùng của mùa 2022-23, cúp nhà vua, siêu cúp Saudi Arabia. Trong khi đó, Anqueda giành chiến thắng để vào chơi trận chung kết gặp Anhila. Ronaldo đứng trước nguy cơ có mùa giải trắng tay. Ở cuộc đua vô địch Saudi Pro League 2022-23, Anas cũng đang thất thế khi kém Al Ittihad 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.